Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm bộ truyện Sư Tôn, nghịch đồ này mới không phải là thánh tử. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Đại Lục Thiên Cung, cấm địa Hàn Khốc, Sở Lão Ma, ngươi cả đời đàn áp nhân dân, làm nhiều điều ác. Đã bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ bỏ mạng ở sườn dốc Quy Hồn chưa? Sở Lão Ma, ngươi lừa tỷ tỷ ta, hại tỷ ấy ngọc nát hương tan. Hôm nay ta phải xé xác ngươi thành từng mảnh, đuổi giết ngươi 3 năm, cuối cùng cũng không có nơi nào để chạy nữa rồi nhỉ? Bổn tôn phải báo thù rửa hận cho đồ nhi đáng thương của ta. Sở Lão Ma, hôm nay ngươi lưu lạc đến tình cảnh này, đã hối hận chưa? Phong chủ Vân Hà Phong Thánh Địa Thái Tổ, Tề Mộng Điệp. Hối hận, sở hữu ta tu luyện không đầy 100 năm, cả đời đều đi chinh chiến. Trong số đồng bối kia, ngoài bổn tọa ra, kẻ nào dám gọi là vô địch, nào dám nói bất bại. Bổn tọa chỉ hối hận thời gian vô tình, nếu cho bổn tọa thêm 1000 năm, thiên hạ chốn nay ai dám trái lệnh. Nếu ngươi đã không biết hối cải, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình, cùng nhau lên, lấy mạng hắn. Không hay rồi, ma đầu này định sử dụng hậu thuật, mau ngăn hắn lại, chư thiên pháp tướng. Tan thủ đại thế giới. Khụ khụ, ha ha, phá vỡ bất hủ vấn trường sinh, đại đế hối hận còn ta thì không. Cuối cùng vẫn là... thua rồi, sở lão ma lại tự bạo rồi. Hay, nếu hắn đến vạn lý trường thành giết quái, nhất định là một mãnh tướng của nhân tộc chúng ta. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Thật sự cho rằng sở lão ma ta chết như vậy sao? Thánh địa Thái Tổ gồm có 18 linh phong, thiên hình, vân hà, thiên kiếm. 3 đạo phong chủ đều là cường giả đại thánh, còn 4 phong chủ khác là cường giả tiểu thánh. Một tháng sau, Vân Hà Phong, động phủ của đại đệ tử thân truyền. Ha ha, sở lão mà ta lại đến rồi đây. Tốt xuất gì sở hữu ta trước khi xuyên vào cũng là một sinh viên đại học. Vì để ngày hôm nay được sống lại, bổn tọa sớm đã chuẩn bị 3780 hậu thủ, 1201 thủ đoạn sống lại. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, thì sao lại có thể chết dễ dàng được? Nơi này là Thánh Địa Thái Tổ, xem ra bổn tọa và nơi này rất có duyên đó. Tin tức, phát hiện ra ký chủ đã sống lại, chức năng hệ thống đã thay đổi, vui lòng chọn một trong 2 tùy chọn sau. Lựa chọn, nhân vật phản diện thiên mệnh, chỉ cần không ngừng làm điều ác, sẽ có thể đạt được phần thưởng của hệ thống. Nhân vật phản diện cầu tu, bạn đã từng chết một lần nên rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định vụ trộm tùy tiện trở nên mạnh hơn để làm điều ác. Kiếp trước bọn nhân vật phản diện thiên mệnh làm vô số điều ác. Sướng ơi là sướng, nhưng ngày đó, giáp đến nhà, đàn bà cũng đánh, thật không dễ chịu chút nào. Vậy nên, kiếp này vẫn nên chọn cầu tốt hơn. Ha ha, lén lút lớn mạnh sau đó hủy hoại cả thiên hạ, chẳng phải quá đẹp sao? Nếu có thể nằm vùng trở thành thánh tử thánh địa, sau đó, khứa khứa, ta lựa chọn cầu tu. Hệ thống, đinh, đã lựa chọn, đăng tải, đã tải thành công. Hệ thống triển khai diện bản một người, để xem lần này mình sẽ xuyên vào ai đây. Diện bản một người, ký chủ sở hữu thân phận đại đệ tử thân truyền của Hà Vân Phong. Cảnh giới, không, trạng thái bị phế, tử chất, 17, phàm, công pháp tu luyện. Do linh hồn của ký chủ đã quá lớn mạnh, cường ép đoạt xá đã bị bài trừ. Giá trị khí vận âm 18 H, điểm đột phá, không, đánh giá tổng hợp, chiến lực, bạn mạnh hơn Linh Kê 1 cấp. Đệ tử thân truyền của Vân Hà Phong, tư chất phàm, khí vận H, sống thế nào còn không bằng một con Linh Kê. Trước khi ta tới đây, chủ nhân của cơ thể này đã làm gì thế? 10 ngày trước, công cụ nhân sở hưu, cùng với một đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Phong, vì tranh đoạt nữ nhân, lên võ đài sinh tử. Ở trên võ đài sinh tử, công cụ nhân sở hưu bị hạ ngục bởi một chiêu, phế bỏ tu vi, chịu nhục nhã tột bậc, thật là thê thảm. Hay, niệm tính người thân là công cụ nhân của bổn tọa, sau này kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của bổn tọa, tạm thời xem bổn tọa luyện thế nào để bất khả chiến bại. 2 canh giờ sau, cơ thể này phế quá đi mất, tố chất kém, chấn thương nặng, nhưng may mà ta vẫn còn có cách. Ha, Vân Hà Phong, các ngươi đã nghe tin gì chưa? Phong chủ đại nhân đuổi giết sở cuồng ma, 3 ngày trước hồi tông rồi. Hả, vậy sở ma đầu bị giết? Ha ha, sợ ma đầu ở trong đám đồng bối có thể được gọi là vô song, nhưng cuối cùng là cảnh giới tiểu thánh, làm sao chạy thoát được 10 mấy vị đại thánh vây giết? Đáng giết, tên ma đầu đó, ta đang đợi có đạo nhân đến giết hắn. Các ngươi đừng có nằm mơ nữa, lão tử không chỉ không chết, mà còn gia nhập với các ngươi. Không đánh được vậy thì gia nhập vậy, ta muốn chơi mà. Phụ, sở hưu sư huynh, đại sư huynh, vết thương của huynh đã ổn chưa? Ừ, không sao rồi. Hình như sở hưu sư huynh cùng tên với sở lão ma, hắn và sở lão ma chắc sẽ không có bí mật không ai biết gì đâu nhỉ. Người nghĩ nhiều rồi, nếu hắn có được một nửa tu luyện thiên phú của sở lão ma, còn bị người ta phế tu vi sao? Cũng đúng. Động phủ Tế Mộng Điệp, sư tôn, đồ nhi có chuyện cầu kiến. Sở hưu, 10 ngày trước ngươi và người ta đại chiến trọng thương, hôm nay gặp ta là muốn xin vi sư cho người tiếp tục con đường tu luyện. Cầu xin người, sư tôn, tu vi của người thấp, lại hiếu chiến bị người ta phế bỏ tu vi cũng là đáng đời. Bổn tọa không giúp được ngươi, ngươi về đi. Sư tôn, tu vi của ta thấp, ngươi còn không rõ nguyên nhân ư? Không có tài nguyên tu luyện thì làm sao ta mạnh lên được?
tài nguyên tu luyện, người cho hết nhị sư đệ, tam sư muội, tứ sư đệ, ngũ sư muội, người không nói gì với ta, thì ta làm thế nào mạnh lên được đây? Hỗn xược, tư chất của người không bén, còn không nỗ lực tu luyện, hôm nay lại đến trách móc vi sư, không biết phép tắc. Ha ha, người không cho ta tài nguyên tu luyện không phải là do ta cùng họ cùng tên với Sở lão mà sao? Vì thế nên giận lấy sang ta, có phải là nực cười quá không? Vi sư chưa từng giận lấy sang ngươi, ngươi quay về trước đi, đợi vi sư tìm được thiên tài địa bảo trị thương cho thương tích của ngươi, rồi sẽ cho ngươi tiếp tục con đường tu luyện. Không không, bây giờ sư tôn có thể giúp ta luôn. Sao lại nói vậy? Nghe nói sư tôn là thiên hương chi thể, nếu như có thể song tu cùng người, đồ nhi không chỉ có thể phục hồi chấn thương mà còn có thể nâng cao tư chất tu hành. Ngươi đang nói cái gì? Đồ nhi đang nói, mời sư tôn song tu với ta đi. Nghịch đồ, tìm chết, ngươi lại dám ở trước điện mà làm nhục vi sư. Hôm nay nhất định bổn tọa phải đánh gãy gân cốt của ngươi, đuổi khỏi sư môn. Sao lại như vậy? Tu vi đại thánh của ta lại không thể phát huy được. Sư tôn xin nhờ, nghịch đồ, ngươi muốn làm gì vi sư? Xin người vì đồ nhi truyền đạo thụ nghiệp. Giới thiệu một chút về hệ thống tu luyện của Đại Lục Thiên Khung thì có 11 đại cảnh giới, từ chuẩn đế cảnh trở xuống, mỗi cảnh giới đều có 9 tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 là sơ kỳ, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 là trung kỳ, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 là hậu kỳ. Bắt đầu là trúc cơ cảnh, luân hải cảnh, thần kiêu cảnh, bỉ ngạn cảnh, đạo cung cảnh, thần thông cảnh, tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh, thánh vương cảnh, chuẩn đế, đại đế, nghịch đồ, người đã làm gì vi sư? Tại sao lúc này công pháp lại trở nên vô năng giống như một người bình thường? Làm gì à? Đương nhiên là niêm phong tù vi của ngươi rồi. Ngày đó khi ta bị mười mấy đại thánh các ngươi đuổi giết, ta đã lén lút thi triển luân hồi thiên khốc từ mẫu ẩn với ngươi. Đó chính là bảo vật hệ thống đã cho ta. Thông tin vật phẩm luân hồi thiên khốc từ mẫu ấn. Phân loại là một loại đạo cụ phong ấn phẩm cấp, thần phẩm, tác dụng có thể âm thầm phong ấn tướng tử của nữ tu thể nội được chỉ định, kiểm soát mẫu ấn, tùy tiện phong cấm toàn bộ tu vi của đối phương, mức độ sử dụng 2/1, có thể sử dụng nhiều lần, chỉ cần ta động ý niệm, nữ tu đại thánh cảnh giới trở xuống chỉ có thể bất di bất dịch nghe theo ta. Đã là người mấy nghìn tuổi rồi mà da dẻ vẫn tốt như vậy. Nghịch đồ, ngươi dám vô lễ như này, không sợ ta giết chết ngươi sao? Ha ha, vậy sư tôn hãy mau giết chết đồ nhi đi, đừng chỉ đe dọa bằng miệng. Sư tôn, nếu ta đem chuyện người bị mất tu vi đi nói với Liễu Tuyết Phong chủ Thiết Kiếm, người nói xem cô ta sẽ làm gì? Khi đó người một kiếm giết chết cha hắn, mối thù giết cha hà có thể không báo? Không được, tuyệt đối không thể để cho Liễu Tuyết biết điều này, cô ta nhất định sẽ tới giết ta. À, nữ nhân đó chính là một kẻ điên. Nghịch đồ, thiên tài địa bảo còn cả tài nguyên tu luyện, vi sư đều có thể cho ngươi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn, chỉ cần, không không, cái mà ta muốn không phải những thứ đó, đồ nhi muốn, không thể nào, tuyệt đối không thể được, ngươi đừng, bổn tọa đường đường là cường giả đại thánh, hà có thể giao thân thể cho loại nhãi nhép như ngươi, ta và ngươi không thù không oán, vậy mà ở thánh điện thải tố ngươi lại truy sát ta, bây giờ biết sợ rồi, sư tôn xin người đó, đồ nhi có một quyển công pháp thượng cổ, rất có lợi cho người người xem, tên nghịch đồ này lấy đâu ra công pháp thần diệu như này. Công pháp này lại lờ mờ tương thích với thiên đạo, tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Sư tôn, thế nào, ngươi cút đi cho bổn tọa, sư tôn cho đồ nhi đi, ngươi, ngươi, nghịch đồ. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ lại trở thành loại nghịch đồ tào lao, không hổ là đại phản diện, ban thưởng 1000 điểm đột phá. Đinh, ký chủ đã song tu với Tê Mộng Tiên Tử, thương tích đã hoàn toàn hồi phục. Đinh, ký chủ đã song tu với Tê Mộng Tiên Tử, tư chất tu luyện đã được nâng cao. Đinh, tư chất của ký chủ cộng 100. Đinh, tư chất của ký chủ cộng 100. Tư chất của ký chủ đã được 317, thiên cấp, tốc độ tu luyện tăng gấp 20 lần. Ký chủ và Tề Mộng Tiên Tử cùng nhau, tu vi của ký chủ thăng cấp, trúc cơ nhị tầng, trúc cơ tam tầng, trúc cơ bát tầng. Vài canh giờ sau, chỉnh đốn, đinh, tu vi của ký chủ đã đạt được trúc cơ cửu tầng. Đa tạ sư tôn, tạm biệt, nghịch đồ, ngươi, ta đã cho ngươi thứ ngươi muốn rồi, ngươi có thể phá giải phong ấn cho ta không? Đương nhiên không thể, nghịch đồ, ngươi muốn hại chết vi sư sao? Sư tôn, nếu ngươi không muốn để người khác biết tu vi của mình bị phong ấn, vậy thì hãy che giấu cho thật tốt đi, chắc ngươi biết tác dụng của lưu ảnh thủy tinh trên tay ta nhỉ? Cái gì? Ngươi lại còn lưu ảnh rồi? Đừng kích động, lưu ảnh làm kỷ niệm thôi, thấy được tình hữu nghị tham gia đã lâu của mọi người. Đồ nhi nhắc nhở người, đừng mong chuyện giải phong ấn. Cả cái đại lục thiên khung này, ngoài đồ nhi ra thì không một ai có thể giải được, trừ phi là đại đế thượng cổ tái sinh. Nhưng, người biết mà, trên thế gian này không có đại đế. Nếu đồ nhi chết rồi, vậy thì cả đời này người chỉ có thể làm người phàm cho đến lúc chết. Nếu không tin người có thể thử xem. Còn nữa, nếu đồ nhi chết rồi, hình ảnh ở trong thủy tinh sẽ bị truyền ra ngoài. Tới lúc đó tất cả mọi người ở lục địa thiên khung này sẽ nghĩ thế nào đây? Tên nghịch đồ ngươi, chết không yên lành.
Đê tiện, đáng chết, một tên nhãi nhép còn không đến được đạo cung cảnh, sao lại có thể phong ấn sức mạnh của bổn tọa được? Thật không ngờ rằng đến giờ rồi vẫn còn sáng, lúc trở về đã là minh nguyệt đường không rồi nhỉ? Dưới sự giúp đỡ của sư tôn, đạt được trúc cơ cửu tầng nếu đột phá đến luân hải cảnh chỉ có thể đợi đến lần sau rồi. Nếu như nói luân hải cảnh là thùng gỗ đựng nước, vậy thì trúc cơ càng chính là quá trình tích lũy gỗ. Trúc cơ càng vững thì phát triển luân hải sẽ càng kiên cố, con đường tu luyện đương nhiên sẽ càng xa. Kiếp trước thất bại chính là vì lúc thăng cấp tu vi nhảy qua cảnh giới nền tảng, dẫn đến nền móng không vững. Vậy nên lần này đoạt xá trùng tu, nhất định nền móng phải chắc chắn mới đúc được nền móng tối cao. Đến lúc, sợ gặp phải tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình cũng có thể dễ dàng giết chết. Không biết tài nguyên trúc cơ năm đó mình giấu kín ở hẻm núi có còn ở đó không? Nhưng cho dù vẫn còn, mình phải làm thế nào để rời khỏi thánh địa Thái Tổ đây? Phi Chu Tổ Tà Sứ, không phải cơ hội đến rồi đây sao? Nơi đây bị che phủ, tài nguyên trúc cơ chắc vẫn còn ở đây. Bảo vật trúc cơ của thật vẫn còn ở đây, đợi sở hữu ta mạnh lên, rồi sẽ khôi phục lại ái phong. Ha ha ha, sở phế vật, không ngờ lại gặp người ở đây, còn tưởng là ai cơ. Sở phế vật, ta tưởng ngươi chết rồi, chẳng ngờ 10 ngày không gặp ngươi lại vui vẻ chạy đến đây. Đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Phong, xem ra phong chủ của Vân Hà Phong đối đãi với đồ đệ không tệ. Trương Mãnh, lại cam lòng để cho tên phế vật như ngươi dùng thiên tài địa bảo thu phục luân hải. 10 ngày trước chính là tên này đã làm nhục rồi phế bỏ tu vi của công cụ nhân của ta. Tên này hại ta phải bắt đầu tu luyện từ trúc cơ cảnh, lại còn dám đến xúc phạm trước mặt ta. Ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau. 10 ngày sau võ đài sinh tử chính ta tài đấu. Tiểu tử kia vừa nói gì vậy? Ta không nghe nhầm chứ? Ha ha, hắn nói muốn gặp sư huynh trên võ đài sinh tử lần nữa. Ha ha, tên phế vật đó lại dám khiêu chiến với Trương sư huynh. Thiên Lý truyền âm, sở phế vật, 10 ngày trước, ta nể mặt phong chủ Vân Hà nên mới không giết ngươi. Nếu ngươi đã có chủ ý tài đấu với ta tìm chết, vậy thì 10 ngày sau ở võ đài sinh tử, ngươi chớ trách ta ra tay tàn ác. Sở hư kia sao lại còn dám đến võ đài sinh tử? Đầu óc có vấn đề à? Luân hải của hắn không phải bị phế rồi sao? Vậy hắn lấy cái gì để đấu với Trương Mãnh luân hải hậu kỳ? 10 ngày sau có kịch hay để xem rồi. Dừng lại, động phủ Tế Mộng Điệp, linh khí trong động phủ của sư tôn dày đặc, không bằng đêm nay tu luyện ở đây, chắc hẳn sư tôn sẽ không để ý đâu. Suy cho cùng, những gì là của ta thì vẫn sẽ là của ta. Sư tôn chính là của ta, mỗi một tấc trên người sư tôn đều là của ta. Lôi hồ à, sư tôn, đồ nhi lại đến thăm người đây. Nghịch đồ, muộn như vậy rồi ngươi còn qua đây, lại muốn làm gì? Sư tôn muốn ta làm gì? Nghịch đồ, ngươi đừng có quá phận. Ha ha, đồ nhi còn có thể quá phận hơn nữa cơ, muốn xem không? Khởi trận. Người bố trận pháp môn này, lẽ nào là truyền thừa thái cổ trận đạo? Nhãn lực của sư tôn thật tốt đó, muốn học không? Người định dùng gì để trao đổi đây? Không muốn học, vậy được rồi, nếu đã như vậy đồ nhi ta yên tâm bế quan rồi. Đúng rồi, sư tôn, nếu người đói thì ăn chút gì nhé? Suy cho cùng thì, bây giờ người cũng là người phàm, không thể kiêng ăn ngũ cốc, còn không phải do tên nghịch đồ nhà người hại sao? Sẽ có một ngày ta phải giết chết người. Sư tôn lại không ngoan rồi nha. Sư tôn, ta ra hậu điện bố trí sát trận, tốt nhất là người đừng nên tùy tiện xâm nhập. Đồ nhi vẫn còn cần người để thăng cấp tư chất tu luyện nữa. Nếu như người chết rồi đồ nhi sẽ đau lòng làm đó. Sở hư, sẽ có một ngày bổn tọa phải băm băm người ra thành trăm mảnh. Hậu điện, thông tin vật phẩm. Vật phẩm sinh sinh tạo hóa đạo quả. Phân loại, thiên tài địa bảo phẩm cấp, tiên phẩm, cực kỳ quý giá, công năng, trúc cơ thánh phẩm. Tu sĩ sau khi sử dụng có thể gây dựng được một nền móng vững chắc. Người phàm sau khi sử dụng có thể vào thẳng bì ngạn cảnh. Thọ nguyên thăng cấp 1.000 năm. Giới thiệu, sinh trưởng ở Thiên Khốc Ma Châu. Vạn năm chỉ kết ba nụ. Từng có một thánh chủ lấy được 3 bộ thiên phẩm công pháp. Hai bộ thiên phẩm công pháp đổi lấy sinh sinh tạo hóa quả, chỉ vì muốn giúp những hậu bối yêu quý đạt được nền móng vững chắc. Dung quyền được gọi là cổ vãng chí kim, thiên thượng địa hạ, công pháp có nền móng mạnh nhất. Đạo kinh, thần phẩm, phối với sinh sinh tạo hóa quả, đi kèm với đó là sự giúp đỡ của hệ thống. Từ nay về sau, lục địa thiên không lẽ nào còn có tu sĩ nền móng vững chắc hơn bổn tọa. Vận chuyển đạo kinh, trọng tâm trúc cơ, tinh, tu vi của ký chủ đạt đến trúc cơ bát tầng, tu vi của ký chủ đạt đến trúc cơ lục tầng, tu vi của ký chủ đã đạt đến trúc cơ tam tầng, tu vi của ký chủ đạt đến giai đoạn người phàm, lựa chọn có muốn tiến hành đột phá, có, phát hiện thấy ký chủ tu luyện công pháp trúc cơ mạnh nhất, đạo kinh, đột phá tiêu hao tăng lên dự là khoảng 1 tháng một lần, 1 tháng tiêu hao 100 điểm đột phá, tháng đầu tiên nuốt sinh sinh tạo hóa quả, bắt đầu chuyển vận đạo kinh trúc cơ, đột phá trúc cơ nhất tầng, tháng thứ 2, nuốt sinh sinh tạo hóa quả, bắt đầu chuyển vận đạo kinh trúc cơ, đột phá trúc cơ nhị tầng. Tháng thứ 3, nốt sinh sinh tạo hóa quả, bắt đầu chuyển vận đạo kinh trúc cơ, đột phá trúc cơ tam tầng. Tháng thứ 9, nốt sinh sinh tạo hóa quả, bắt đầu chuyển vận đạo kinh trúc cơ, đột phá trúc cơ cửu tầng. Mọi người đều nói, cửu là số cực, sẽ chỉ theo con đường của những người đi trước, mà không biết phá vỡ cực số mới là tiền đồ tươi sáng. Tác ông thất mã, yên chi phì phúc, phá nhị hậu lập, sinh tử chi gian, hữu đại khủng phố, diệu hữu đại cơ duyên. 7 ngày sau,
Đinh, kết quả đột phá lần này ký thủ thành công đột phá đến trúc cơ thập tầng. Lần này tổng cộng tốn 10 tháng, tiêu hao 1.000 điểm đột phá. Điểm đột phá hiện tại của ký chủ là 0. Đột phá rồi, vậy là đã hết chấp 3 rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.